Thưa quý vị, hiện không ít người dân đang lo lắng về nguy cơ lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 qua bề mặt thực phẩm. Các chuyên gia khuyến cáo nguy cơ này rất thấp vì theo cơ chế sinh học, SARS-CoV-2 không tự sinh sản và tồn tại được bên ngoài môi trường lâu. Vì virus này tồn tại được là phải sống nhờ bên trong các vật chủ như là con người, động vật. Do đó, nếu có xuất hiện trên bao bì thực phẩm thì cũng không tồn tại được lâu. Mặc dù thời gian SARS-CoV-2 tồn tại trên bao bì thực phẩm và thực phẩm bao lâu còn phụ thuộc vào điều kiện của môi trường, nền nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng. Nhưng đến nay cũng chưa có nghiên cứu nào được công bố chính thức. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần phải nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế khi đi siêu thị, cửa hàng thực phẩm, vì đây là môi trường kín. Bên cạnh đó, cần phải nấu chín thực phẩm trước khi sử dụng.